À, hôm nay ngày 6 tháng 12 nè, anh em mua hàng nhớ ngày giúp mình ha. Thì tất cả đồ trên đây mình bán chuyển khoản, mình sẽ bao hết tất cả phí vận chuyển nha, và nhận hàng khỏi phải trả gì nữa hết. Thì anh em nào mới xem kênh mình lần đầu thì lần thứ hai muốn xem kênh mua hàng nữa thì anh em phải đăng ký kênh, và đăng ký kênh thì anh em bấm cái chuông nữa, lần sau mình đăng video qua mới thông báo nha. Thì anh em nào chốt hàng thì cứ nhắn tin trực tiếp của số điện thoại mình để chốt hàng nha. Nhiều khi mình đăng video xong mình đi ngoài đường á, với lại tin nhắn nhiều quá mình trả lời không hết thì anh em thông cảm giúp mình ha. Đây, cái này là đầu tiên, cái số 1 anh em. Cái này là một cái đèn này của Ojito ha. Cái pin này thì mình thấy nó còn lên một đèn này, 17V. Mình mở ra thấy là sale nó bên trong, coi hình mình gửi hình vào Zalo ha. Nhưng mà đo sale nó thì nó còn 3 con máy sale. Cái này bị hư cái mạch nha nè. Bóng đèn LED này thì mình kẹp nguồn 3 con máy, mình thấy nó sáng rồi ha. Ở đây cái tem này đây nó bị rớt rồi, cái này của China mình mua ở đây nha, bán lại là 350, cũng mua của ông cái gì mấy anh China này. Đó, đây LED cháy lồi ha, kẹp LED thì thấy nó cháy. Giờ anh em nào có mạch nhỏ ở đây nè, mạch nhỏ ở đây anh em nào biết sửa thì lấy, còn luôn cái tem đây ha, quên nó bị rớt rồi, thì giá là 380 ngàn. Này mình cho thử pin cho anh em coi, tắt nó làm đây ha. Pin nó còn đèn, nó còn tới 17 18V này, nó nhiều lắm. Đây anh em nhìn ha. Cái đồng hồ anh em ha, không bị xuống anh không thấy. 17 17, sao nó chói thật. Đây ha, 17V 75. Đây mình đo lại cho anh em coi ha. 17V 74 nha anh em. Ha. 17V 74 ha. Thì cái này nó còn sống pin á, về thì anh em có sạc thì làm lại được thì xài ha. Xài được thì xài. Số 1 ha, giá là 380 ngàn luôn cái pin này ha, nó là 20V, nó nằm sale đây nè. Số 2 đây. Số 2 là 4 cây đục mới lấy được sáng, 4 cây đục này là để đóng dấu nè. Có mấy cây này mới sử dụng nha, có cây thì nó không có chữ, có cây thì nó còn tem ha. Đây có cây thì nó có chữ, đây cây này thì nó có cái bọc bảo vệ và nó có chữ đây ha, dính dơ còn mới ha. 4 cây này 4 size khác nhau nên nhìn ha, có 2 size này sẽ bằng nhau, 2 size này bằng nhau. 4 cây này giá 120 ngàn nha. Số 2 rồi, cái này số 3 là một cái bộ, này là bộ lấy đục dấu của dài da rồi nè, với dây nịt rồi ha. Cái này của đây nó có ghi chiều kích thước nó đây hay gì nè, SK, và đây là số 49 nè. Đó, và đây là tiếng Nhật rồi, là hiệu gì Suzetone. Cái này nó có 2, 4, 6 là đủ size hết nha. Ở đây thì cái này gỡ ra. Đó, bây giờ nó nằm luôn. Anh em lấy cây này, cái cây này cứ dặn vô đây ha. Đó, dặn vô đây. Mình xài mũi nào thì răng nó dặn vô đây. Cái này mới chưa sử dụng nha, dặn vô đây xong rồi anh em đóng ha, nó sẽ ra cái lỗ đó, nhưng chưa có dấu đóng luôn đó, dặn lại. Thì 6 mũi này sẽ đủ hết size nha, 1 2 3 4 5 6 đó. Rồi thì cái này là số 3, giá là 150 ngàn cho cái bộ đục da này nha. Rồi số 4 là một cái viên đá này để mài nè, ở đây nó giá là 150 ngàn ha. Nó chỉ là mài cái này giống như cái con dao, mà cái lấy vậy nó giống như cái liềm để giật nó phát vậy. Đây ha, đây anh chị, nó này nó bằng thập kim hay gì đó mà vàng, nó mài vàng 100 nhân 20 nhân 15 đây, 20 đây, mã số 49, tiếng Nhật rồi quá trời ha, mà không thấy ghi men China đây. Nó cái chỉ nè, mài nó gắn vô máy mài nè, nó mài đó, nó liếc ra rất bén ha. Cái này thì nó có cái cử nó với cái cỡ này luôn đó, thì chữ đây nhóc này. Cái này hình như độ mịn của nó là 6.000 hay gì nè, nó có ghi đây. Thì cái này kéo, chỉ cần kéo ra dở ra lấy
Đây. Đó, cái này mới tinh chưa dụng nha. Đó, cái này nó rất là kiểu như này, nó xi màu vàng đây, và đây cũng màu vàng luôn. Này đá này 1 tấc. Đây nó có ghi rồi. Đó. Thì đây là cái miếng lông đền để anh em gắn vô cho nó vừa, không cái lỗ này vừa thì xài miếng cái lông đền này cho vừa, anh đá 1 tấc nha. Lỗ đường kính 20 đó. 15 mm là cái gì nó không biết. Đây ha. Giá 150 ngàn cho mã số 4, có chữ rất nhiều nha. Số 5 vẫn là sạc dự phòng, cái giá cũng 130 ngàn ha. Anh em nào có mua đồ thì mua chung nha. Không giờ thấy nhiều người xài thì không có bị phàn nàn hết. Ví dụ là 10 ngàn, 10 ngàn ha. Thì 10 ngàn nó sẽ qua mạch, nó sẽ bị hao hụt đi tí, nó không còn đủ nha. Pin tấm cũng vậy thôi. Đây nó chỉ anh em sạc. Đây thì nó sẽ có hai cổng ra, một cổng 1A và một cổng 2A, 2A sạc lẹ ha. Bóp cái nút này nó sẽ cháy luôn cái đèn led đây. Và tắt thì nó sẽ đè luôn, nó sẽ tắt ha. Và đè này sẽ có hiển thị giống như báo pin 100 pin, 1 2 3 4 đèn. Số 1 đèn sẽ hết nha, cái này mới tên sử dụng. Bên đây là jack sạc. Ở đây hiện có theo cái cọng cáp ha. Và đây là anh em có thể chụp hình lại và dịch mã số ra ha. Đây nó chỉ ra sạc rất là nhiều. Dùng cái này mới tin sử dụng nha, mà cái hộp nó sẽ bị rách như này, khui ra bị rách. Giá 130 ngàn cho mã số 5 nha. Số 6 là một cái đầu khoan này của Bosch, đèn pha mới nhưng mà đây bị nó mới rớt này, nó bị dính dơ đây ha. Nếu mà nhìn mới hay cũ là sẽ nhìn đây đó, xài nhiều nó sẽ bị bay hết mấy cái chữ này cà đây ha. Cái này của Đức như này, Made in Germany. Nó sẽ kẹp được từ 2,5 ly tới 13 ly. Nó thì ra dính mũi khoan bê tông rồi để luôn nha. Đó, thì anh em muốn dặn nó thì sẽ kéo mà lên mới dặn được ha. Còn kéo này xuống này dặn ra nè. Đó, rút lấy mũi ra ha. Đó, và kéo này xuống là khóa lại nè, không có dặn được ha. Cái này là từ bê tông như nè, đó, bê tông chuyển sang khoan. Đó, có thể kẹp mũi vít mũi khoan gì nên kẹp từ, nhưng mà từ máy bê tông gài ha. Giá là 200 cho cái mã số 6. Cái mã số 7 là một đống cái lưỡi khoan. Đống lưỡi khoan này nó mười mấy mũi nè, giá là 250 ngàn ha, số 7 nha. Đây nó có số, có cái thì thấy chữ, có cái thì thấy số con. Mình sẽ đọc từng mũi nha, cái này khá là mới, còn nhiều mũi mới nữa nha. Mũi bự nhất của nó là 6 ly rưỡi, 6 ly rưỡi ha. Bỏ đây. Cái này nó là 5 5 ly 8 màu vàng ha. Bóc mũi nào đọc mũi đó nha, 4 ly rưỡi nha. Cái này nó là 4 ly. 4 ly. Cái này nó 4 ly 8. 4 ly 8. Thì cái này nó sẽ là 4 ly luôn, hai mũi 4 ly. Cái này nó 3 ly 1. Cái này nó 3 ly 6. Cái này nó 2 ly rưỡi. Cái này nó 2 ly rưỡi luôn. Cái này rất kỳ kỳ nhỏ nè, 2 ly nè. Và cái này nó là từ nó 1.8 đến 3 ly vậy nè. Đầu nó 1.8, nó sẽ con đây tới đây là 3 ly ha. Cái này thì thấy chữ ra bằng. Và cái hai cái này nó hơi bị mờ đi không thấy nè. À, cái này thép, cái này hình như cũng màu đen này của Nachi. Lỡ rồi, đo luôn. Đây ha, nó là 3 ly. Cái này chắc 3 ly rưỡi. 3 ly rưỡi, 3 ly 7 vậy. Thì nó 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mũi ha. Cái này giá là 250 ngàn cho cái mã số 7 nha. Đó, cái này cũng còn đẹp. 250 ngàn mã số 7. Rồi mã số 8 là một cái cuối cùng, hình như cái cuối cùng. Cái này đầu từ bê tông nha. Bê tông chuyển sang bắn vít. Đó, bắn vít nó đầu thì nó có sẽ có viên bi ở đây ha. Nó là gài giữ mũi vít luôn. Cái này là nó vừa xài cho anh em hai loại máy nha. Nó vừa xài cái máy mà có viên bi vẫn xài được, và cái máy nào có lỗ khe rãnh thì vẫn xài được. Đây là cái miếng phốt nó như vậy ha, hình như nó đúc vô cái máy này vẫn được đó. Máy mình đó, máy mình về nè, khỏi cần xài cái chốt này cũng được, còn đúc được ha. Đó, đây cái này nó không rớt luôn ha, đó. Tại mình chưa có đúc vô, công mình rút ra lại đây ha. Vậy thôi. Nó từ bù lông 1 phần 2 nha, cái này đầu 1 phần 2 chuyển sang bắn vít. Vít thông dụng mình 6 ly 3 ha, cái này của Makita, sáng lụm trong thùng Makita nó có cái mọc đây nè. Không thấy chữ nữa. Cái này nó bị sẽ dính xét tí mình chưa có đánh.
Đây. M gạch khoanh tròn. Đó. Cái này là cái chốt cái phen nó đầy đủ ha. Cái này bỏ riêng để nó rớt ra tìm lạc không thấy. Giá 150 ngàn cho cái mã số 8 nè. Đây cái cây mai guitar của cái anh kia hôm qua anh mua rồi. Mình chà vỏ sơ cho anh ha. Đây. Chà vỏ sơ ráp này. Cái này còn đầy đủ rồi. Đó. Cái này còn trong ruột mình chà sơ làm sơ cho anh. Đây. Sạch sẽ ha. Từ đẹp bạc đạn này nó cũng không có kêu lắm này, mình sẽ tặng cho anh cái bạc đạn đi kèm theo luôn đó, giờ xài hư cái người bấm nó muốn anh thay vô ha, bây giờ thay ra thì nó cũng phí. Đây, bên trong còn đẹp này, chỉ cần ráp bốn ốc vô thử được anh, sẵn đây mình test máy trên đây cho cái anh đó luôn. Khi mà ráp vô thì mình quay thử coi nó có nhẹ không nè, nếu mà nó bị cắn gì mà quên đút pin vô nó sẽ bể từ ha. Nó cao su còn đẹp đầy đủ nè, nó không có dây và nó có cái móc đây nè. Cái này giờ không có pin test ta, mình hết pin ba cái ta rồi để test cái cục pin này kẹp nguồn test lại đúng cộng trừ không, đúng cộng trừ thì nó sẽ nổ. Cộng dưới trừ trên, cái cò này bố mình phải xin lại nè, à, sẽ có điều đó ha, điều tóc còn một đảo chiều đang chạy là số 2 nó hơi chậm nhưng mà số 3 là nhanh hơn đó, và nãy này tắt đèn led ha, đó, mở đèn số 1 là chậm nhất ha. Đó, cái này chủ yếu là mình test luôn trên đây cho đúng luôn, à, có coi video dễ này ha. Đó, cái này mình rút ra nó nhiều đây. Trời đang mưa nha. Đây mua được cái tô để xài nha. Siêu nhỏ để xài làm đồ nhỏ đó, để dành đó. Còn cái bom này cũng chưa có làm để bán, bom này nó 12V đó, mà được có nút xả hơi. Hàng này hàng tiêu chuẩn châu Âu nó 15A cũng khá nặng nè, riêng cái dây nó mà nó bị đứt cái chuột chuột à. Anh em này dặn đây ha. Đó. Rồi thì cái số 8 hồi nãy là cái cuối clip rồi, thì anh em nào chọn sản phẩm được phù hợp thì cứ nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại mình để chốt hàng ha. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong clip sau nha.